Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh trai chị gái tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đây là video clip em làm về vận hạn những 6 tháng cuối năm Canh Tí năm 2020 đối với tuổi của các anh các chị. Một trong những cái tuổi mà các anh các chị đang ở ba cái tuổi Tỵ, Dậu, Sửu là đang chịu tam tai. Năm trước thì những người tuổi Tỵ chịu nặng, năm nay thì những người tuổi Dậu chịu nặng, và năm tới là những người tuổi Sửu chịu nặng. Và đặc biệt là các anh các chị, năm tới là hạn 49 tuổi, đại hạn vong mạng rất là dễ dàng. Nhưng mà người Quý Sửu của các anh các chị thì không phải chờ tới tam tai năm nặng mới khó chịu, tại vì năm vừa rồi là năm kỷ của Kỷ Hợi, cái chữ kỷ nó khác chữ quý của anh chị, thì tình hình tài chính, công việc, rất là nhiều thứ nó xảy ra khó khăn ở trong ba cái năm tam tai này. Đặc biệt là năm vừa rồi thì là ảnh hưởng nhiều đến công việc, năm nay thì nhẹ nhàng hơn một tí xíu, nhưng mà năm tới thì là ảnh hưởng nhiều đến cả công việc lẫn bổn mạng và sức khỏe của mình. Thì như các anh các chị, ví dụ giống như là người tuổi Nhâm Tý đi, thì tới tháng 11 âm lịch, tức là tháng 1 Tý của anh Canh Tý, thì là chuyển vận từ xấu sang tốt. Còn ngược lại các anh các chị thì bắt đầu từ tháng 11 của năm Canh Tý năm 2020, tức là tháng 1 Tý, thì là chuyển vận chịu đại hạn 49 tuổi. Cho nên là có nhiều người sẽ bị từ năm nay muốn rớt xuống tới đấy thì từ từ phải rớt từ từ, chứ không thể nào đứng từ đây thẳng đứng xuống được, đúng không? Cho nên là năm nay đã là thấy nhiều cái dấu hiệu đã bắt đầu đi xuống rồi. Nếu như là các anh các chị thì em cho lời khuyên rằng là năm nay và năm tới là hai năm cần gọi là ngủ đông, ở tình trạng gom gón ghét tất cả mọi việc lại cho nó an toàn về bản mệnh của mình. Thì do là có thể hình như em nhớ là tuổi Quý Sửu em có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, bây giờ mình chỉ nhắc sợ lại về cái tử vi của cả năm, sau đó mình vận vào những tháng còn lại từ tháng 7 trở đi. Thì người Quý Sửu thì mạng mộc gặp năm Canh Tí là năm Thổ, như vậy xét về trụ mạng đó là Thổ, mộc khắc Thổ, chủ là bản mệnh khắc cái năm, chủ về vất vả, khó khăn ở trong cái bổn mệnh của mình, tuy nhiên là không đến nỗi là nguy nan. Rồi nam mạng á, thì có sao Thủy Diệu, dễ có chuyện buồn phiền trong tan chế, chia ly ở những cái bậc trưởng thượng. Sao nữ á, thì sao Mộc Đức, người ta nói người mệnh mộc có sao Mộc Đức thì mặc sức mà ăn. Nhưng mà từ đầu năm giờ thiên vận quá xấu, cho nên là người Quý Sửu đang trong cái vận trình tam tai, dù là nữ mạng có sao Mộc Đức thì người thì cũng chả thấy gì cả, thấy rối rắm là nhiều hơn đó. Nhưng mà có cái phúc tinh này á, thì nó cũng chuyển được ở những cái tháng mà thuận mệnh, hợp mệnh, mà đặc biệt là tháng Mậu Tuất. Rồi hạn của năm á, thì nam mạng là hạn thiên tinh rối rắm tranh chấp, còn nữ mạng á, là hạn tam kheo, dễ xây sát tay chân, ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe và bổn mạng. Thiên can thì chữ Quý và chữ Canh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, và có thể nói là năm nay xét về trụ công việc thì nó sẽ không có gặp cái sự khó khăn bức bách như là cái năm vừa rồi, chủ yếu là đây là những cái việc bức bách khó chịu từ cái năm vừa rồi để lại mà thôi. Địa chi thì rất là tốt đẹp, với Sửu gặp Tí là thuộc địa chi lục hợp, ở ngoài miền Bắc thì kêu là nhị hợp. Như vậy là về mặt tình cảm gia đạo ở trong năm nay sẽ là tốt đẹp. Năm nay nếu mà có chuyện xui thì vẫn còn có cơ hội là được quý nhân giúp đỡ, bạn bè, gia đình giúp đỡ mình ở trong công việc. Đó là xét chung về cả tử vi ở bên ngoài. Còn bây giờ mình vận vào từng tháng thì nó sẽ ra sao. Tháng 7 âm lịch, trong cái vận trình 6 tháng cuối năm thì bắt đầu từ tháng 7. Tháng 7 âm lịch của năm Canh Tí năm 2020 chính là tháng Giáp Thân, mà tháng Giáp Thân là một tháng Thủy. Như vậy thì xét về trụ mạng là được lợi. Vì sao? Vì thủy của tháng sẽ tương sinh mộc của bạn mình, là bổn mạng được tương sinh, bổn mạng và sức khỏe không phải vấn bàn cãi, rất tốt đẹp. Ngược thêm nữa đó là được cái bổn mạng mà được tương sinh đó, thì phúc tinh và tài tinh sẽ phát sáng nhiều hơn, phát huy cái tác dụng của nó. hy vọng là với cái phát huy tác dụng của nó sẽ giúp cho cái sao mộc đức của các chị nó sáng hơn nữa, và làm cho cái sao thủy diệu của các anh có đẩy lùi một tí. Các anh có sao thủy diệu á, thì thường là những người mắc sao thủy diệu ở trong năm thường rất là dễ là có chuyện tan chuyện rồi này kia ở trong gia đình gia đạo của mình. Nhưng người mà mệnh mộc của các anh có sao thủy diệu á, thì nó làm thủy mà nó tương sinh cho bổn mệnh, nó sinh giúp cho bổn mệnh của các anh, cho nên là cái sao thủy diệu có thể là không phải là cha mẹ ở trong nhà, có thể chỉ là người thân thôi. Rồi địa chi thì thân sửu tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung khắc nhau, cho nên là gia đạo tình cảm ở trong tháng 7 không có gì là khó khăn đối với cả nam lẫn nữ bạn tuổi Quý Sửu. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch. Có thể nói tháng 8 âm lịch của năm nay là tháng tốt nhất đối với người Quý Sửu. Vì sao? Vì tháng 8 âm lịch năm nay là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu là thủy, như vậy bổn mạng cũng tiếp tục được tương sinh, thủy sinh mộc, bổn mạng được tương sinh tốt cho sức khỏe và bổn mạng khi đó phúc tinh và tài tinh, vì thế sáng lên tốt. Ok, rõ ràng là tốt về bổn mạng, tốt thêm được cái đó thì tài lộc có thể là sẽ có phát sinh. Địa chi Ất Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là ok, không có vấn đề gì về mặt tử vi, công việc cũng tiếp tục là bình bền, không có sự chống phá. Chứ em không có nói gì là tốt đẹp, tức là không có sự chống phá thêm, không có gặp thêm chuyện rắc rối nữa. Địa chi Sửu Dậu thuộc nhóm tam hợp thì Dậu Sửu, đây là nhóm tam hợp của năm, người ta nói tam hợp tháng, gặp tam hợp thì hóa là hóa giải tam tai, chứ không để như tam hợp hóa thành tam tai là không có, hóa giải được tam tai. Hy vọng với cái tam hợp của tháng này nó hóa giải được cái bao trùm năm đây là năm tam tai, để mà đẩy cho mình vừa được cái bổn mạng tương sinh. Địa chi là tam hợp, có thể nói là rất là nhiều điều tốt đẹp ở trong cái bổn mạng và cái gia đạo tình cảm, nó sẽ tương trợ lại cho công việc, có thể có tài lộc lớn, có tài lộc ở trong cái tháng Ất Dậu này ha, hy vọng như vậy đi. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất, tháng này là tháng Thổ. Tháng Thổ thì như vậy trụ mộc, trụ mệnh của mình là mộc khắc thổ, mình đã mộc khắc thổ của tháng năm, bây giờ mộc khắc thổ của tháng, cho nên là bổn mạng sức khỏe bị suy hao, cần cẩn trọng một chút, đặc biệt là với các em trai. Rồi Thiên Can Bính Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là có thể nói tiếp tục là một tháng không có quá nhiều cái sự khó khăn ở trong công việc. Cái khó khăn này có thể là cái chung của thiên vận xấu ở năm Canh Tí năm 2020 mà thôi, chứ không phải là tại mình gặp cái chuyện này cái nạn kia, không có ha. Rồi tuy nhiên là địa chi thì không tốt đẹp, người ta nói thìn Tuất Sửu nằm sát nhau trong cái nhóm tứ hành xung, người ta nói đây là lục xung cũng được mà tự hình cũng xong. Ý nghĩa của tự hình thì sự là cạnh tranh giữa bên yếu quay giữa bên mạnh, bên mạnh thì loại trừ bên yếu, nằm sát nhau trong bộ tứ hành xung, cho nên gia đạo tình cảm của cái tháng này có thể là sẽ không có yên, sẽ có nhiều chuyện rầy rà rối rắm, đặc biệt là các chị gái với tam tai năm nay rất dễ rơi ra thị phi. Chuyện viên mình có sao mộc đức cho nên tài lộc có thể là mình không mất đi, nhưng mà mình sẽ coi chừng bị tai tiếng thị phi, nó không tốt đẹp ha. Rồi đó là tháng 9. Bây giờ tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 của cái năm Canh Tí năm 2020 là tháng Đinh Hợi, tiếp tục là một tháng Thổ, như vậy mệnh y chang của tháng 9, với mộc khắc thổ của tháng cũng như mộc khắc thổ của năm, bổn mạng và sức khỏe bị suy hao, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe của mình một chút. Như vậy thì khi mà bổn mạng mà bị suy hao như thế này thì phúc tinh tài tinh nó sẽ yếu đi, và phá và bại tinh nó rất là dễ hoàn thành, cho nên là cẩn thận một tí xíu. Thiên can là chữ quý của quý sổ của các anh, nó khắc chữ đinh, đây là thiên can khắc tháng. Thiên can khắc tháng thì công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao tài lộc, đó là cái mà mình phải cần ý. Thấy tưởng đâu là xét chung là không có gì, như nhiều khi tuổi Sửu mà tháng Hợi đâu có gì đâu, nhưng mà chữ quý của mình nó khác chữ đinh của Đinh Hợi, cho nên là cẩn thận. Địa chi hợi sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Đây là gia cầm ha, đều là gia cầm nhau hết cho nên là ổn. Về mặt tình cảm gia đạo không có vấn đề gì, phải cẩn thận. Đối với cái tháng 10 này thì bổn mạng sức khỏe và cái việc về tài lộc phải cẩn thận một tí xíu với chữ quý khác chữ đinh. Đó là những cái điều cần cẩn thận. Rồi tháng tiếp tục của năm Canh Tý là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý tức là tháng 11 âm lịch. Tháng này bắt đầu từ tháng này, sau tháng này thì là trở đi là người quý sửu sẽ chịu nặng nề bởi cái tam tai năm nặng cộng với trực thái tuế hạn 49 tuổi. Nói chung là tất cả mọi thứ xấu đều đè lên người quý sửu ở trong từ tháng 11 âm lịch này trở đi, sau tháng 11 nha, kết thúc tháng 11. Nhưng mà tháng 11 này lại là một tháng tốt đối với người quý sửu về cả công việc lẫn tình cảm gia đạo. Vì sao? Vì tháng 11 là tháng Mậu Tý, Mậu Tý thì chắc chắn là hỏa. Như vậy thì xét về trụ mệnh là mộc của bản mệnh sinh xuất hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe suy hao, cẩn trọng tiêu tài vào cái bệnh nạn hoặc tai nạn nhẹ. Ok, thiên can chữ mậu và chữ quý là thuộc thiên can thuộc ngũ hành. Mà thiên can thuộc ngũ hành thì tài lộc công việc rất dễ phát triển tốt đẹp. Đó là cái gì mình có thể nói được ở trong cái thiên can. Địa chi thì Tý Sửu, tháng Tý năm Tý người Tử Sửu dĩ nhiên là thuộc nhóm lục hợp, cho nên gia đạo tình cảm nhiều an vui. Công việc thì dễ được quấn nhân giúp đỡ hỗ trợ nếu gặp bế tắc ở trong cái tháng này. Tại vì tụi Tý với Sửu là lục hợp mà, như vậy là thiên can và địa chi, một cái là lục hợp, một cái là ngũ hợp, ngon. Nhưng mà bổn mạng hơi bị xung xích một chút xíu. Rồi tại sao mình nói là tới tháng này trở đi là xấu? Đây là lý do tháng Chạp của năm Canh Tý năm 2020 là tháng Kỷ Sửu. Tháng 11 tốt bao nhiêu thì tháng 12 lại xấu bấy nhiêu. Lý do vì sao? Vì thế đơn giản một điều là mệnh của tháng Kỷ Sửu, tháng Chạp vẫn là họa. Như vậy bổn mệnh bị sinh xuất, bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp. Rồi cũng giống như kia thì khi bổn mạng sinh xuất thì phúc tinh và tài tinh nó yếu xuống, phá và bại tinh nó sẽ hoàn thành. Rồi thiên can thì sao? Thì chữ kỷ của Kỷ Sửu nó khắc chữ quý, thiên can khắc bị tháng khắc, công việc rất dễ sinh rầy rà rối rắm, tài lộc thì khó có mà. Ví dụ như mình tháng này mà các anh các chị đi đòi tiền, quý sửu đi đòi tiền thì chắc chắn là không có, nó còn bị chửi dù là nó thiếu nợ mà. Rồi không, cho nên là có muốn đòi từ tháng 11 hay ha, đòi tháng 12 là miễn bàn để không có đâu nó đưa, rồi mất công còn xin thêm chuyện này là mệt mỏi. Vì sao? Vì tuổi sửu gặp tháng sửu là năm sinh tháng tuổi, gia đạo tình cảm các mối quan hệ dễ đi đến xung khắc và dễ đi đến khó chịu. Rõ ràng là ở trên liền thiên can địa chi, một cái ngũ hợp một cái lục hợp, xuống đây thiên can bị tháng khắc, địa chi thì bị tháng tuổi. Rõ ràng là đúng như là tháng 11 là trắng, tháng 12 là đen, lật qua lật lại như chiên cá. Và bắt đầu từ tháng 12 này thì người quý sửu sinh năm 1973 sẽ bắt đầu chịu cái khó khăn của đại hạn 49 tuổi. Em nói lại nha em, tại vì hạn 49 tuổi của người quý sửu rất dễ xảy đến cái việc mà không giữ được mạng, cho nên là qua năm em sẽ chăm chút cái tuổi này kỹ, giống như là tuổi Nhâm Tý của cái năm nay vậy đó. Nhưng mà Nhâm Tý năm nay thì vẫn đỡ đần hơn là Quý Sửu. Bổn mạng của người Quý Sửu thì vững chãi, thường là có thiên tướng đi trong mệnh, tuy nhiên là gặp hạn rất dễ đụng giữa được. Người này ti tướng to xác đẹp không bệnh, nhưng mà khi bệnh là khó chữa, kiểu như vậy nha. Rồi như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến các anh các chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 những cái thông tin cơ bản về vận hạn của cái 6 tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020. Bên cạnh những điều không tốt đẹp ở các tháng như là tháng 10, tháng 12 thì cũng có rất là nhiều cái tín hiệu tương đối tốt hơn. cái nửa đầu năm Canh Tý năm 2020. Hy vọng rằng đây là cái hành trang nhỏ giúp các anh chị biết được nên cương hay nhu ở trong thời điểm nào của 6 tháng còn lại, để mà có được cái thành công tốt đẹp, có được cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái hành trình leo dốc ở năm Tân Sửu năm 2021 sắp tới. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Quý Sửu khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.